đây nhìn em tấm gì ạ? Mọi người tập trung có mấy chữ mọi người tập trung mấy ngày hôm nay xin được trân trọng giới thiệu quý vị khách mời FP Hồng Đinh Quang Hiền. Về phía đại diện nhà tài trợ xin được trân trọng giới thiệu ông Quỳnh. Vâng, và xin mời anh Quỳnh em đặt số 4 phút ạ. Và kính thưa quý vị, đồng vâng và người rồi các đại diện chúng ta đã tặng bó hoa cho mọi người sức và bác phụ vấn như một lời động viên dành cho các thành viên và tổ chức và chúc cho mọi người. Con đường sự nghiệp của mình. Sạc tiêu sơ nhất, các vị đang chờ của phụ huynh xin cảm ơn. Và tiếp theo.